Các bạn thân mến, trong video clip lần này, mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện món ngô chiên đơn giản tại nhà. Chắc chắn đây sẽ là một món nhậu chiều lòng ông xã các bạn nhé. Các bạn thân mến, mình sẽ giới thiệu trước về nguyên liệu để thực hiện món bắp chiên nhé. Đầu tiên đó là bắp ngô ngọt các bạn. Bột mì này. Các bạn sử dụng bột mì đa năng, bột chiên giòn và trứng gà. Bây giờ chúng ta cùng bắt tay vào thực hiện nhé. Đầu tiên đó là bước tách hạt ngô này. Các bạn tách từng hạt ra. Nếu như các bạn có cái vật dụng tách hạt ngô chuyên nghiệp thì sẽ nhàn hơn. Thì ở đây mình cũng vẫn có thể có cách hoàn toàn thủ công được, cũng rất là đơn giản thôi. Các bạn thân mến, mình sẽ cho vào đây khoảng 500ml nước để luộc ngô nhé. Các bạn thân mến, trong khi mà chúng ta đang chờ nước sôi thì chúng ta sẽ đập trứng, đánh trứng trước nhé. Các bạn cho vào đây giúp mình một xíu muối, chỉ một chút thôi. Khi mà nước đã sôi thì các bạn chút ngô vào nhé. Các bạn luộc sơ qua trong vòng 2 phút. Các bạn thân mến, khi mà ngô đã sôi được 2 phút rồi thì chúng ta tắt bếp. Chúng ta sẽ cho ngô vào bát trứng này. Để cho ngô ngấm trứng. Đó là bước chúng ta đi để trộn bột các bạn nhé. Các bạn đổ ra đây cho mình khoảng 5 thìa bột mì đã làm. Tiếp đó là 1 thìa bột chiên giòn. Rồi sau đó các bạn đảo đều số bột này vào với nhau.
Mình xoa đều ra nhé. Tiếp tới là mình sẽ vớt cái ngô ngâm trứng này cho vào bột. Các bạn quậy cho bột bám đều vào hạt ngô nhé. Rồi, giờ chúng ta cho ra đổ ở ra rổ để xóc cho nó tơi hạt nhé. Và chờ chảo khô thì chúng ta cho dầu vào. Các bạn đổ một dầu một chút nữa. Các bạn nên chọn một chiếc chảo sông màu thì lượng dầu rán sẽ đỡ bị hao hơn. Dầu sôi thì các bạn vặn nhỏ lửa và chúng ta bắt đầu thả ngô vào nhé. Các bạn thân mến, mình đã hoàn thành xong món ngô chiên. Rất đơn giản phải không các bạn? Chúc các bạn thực hiện thành công nhé!